Chơi thi nha. Dạ. Xem ai không cười nha. Đồng ý không? Chuẩn bị, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chắc chưa? Chắc. Một, hai, ba. Ba. Chui rồi, chui rồi. Anh ơi sẽ bị một đòn nhẹ. Rồi, sẵn sàng chưa? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Tiếp theo em Canada. Ủa một lần thôi chứ. Nè, lại á. Một, hai, ba. Trời ơi. Thế lượt ba. Lại nha. Chuẩn bị, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Yeah. Một, hai. Mặt nghiêm túc nha. Ba. Ba. Lại chưa à? Nào, nhíu mày xem nào. Trận cuối nào, chuẩn bị. 1, 2, 3. Ra chưa? Dạ. Bây giờ mẹ đố Anna nhá. Mặt buồn nào. Đâu, nhìn xem mặt buồn như nào. Mặt đáng yêu nào. Cười nào. Rồi, mặt giận nào. Nani. Nhíu mày xem nào. Bây giờ Anna làm theo ba nhé. No. Mặt gì đây? Mẹ buồn. Còn bây giờ đây là cô Bi này. Cô Bi thì đang... Cô Bi sẽ giới thiệu bức vẽ của mình đi cô Bi. Đây là cô Mỹ Mòn. Là cô tặng phá mình thôi. Đi với con đi. Anna là mong Anna bị phá được không? Anna vẽ tập trung đây nè. Đây là mặt trời. Còn đây là nhà mình. Còn đây là đôi giày của mẹ mình. Còn đây là bông hoa. Còn đây là gió. Còn đây là tóc mẹ mình nè. Còn đây là váy mẹ mình. Còn đây là mẹ mình của mẹ. Còn đây là tóc của mẹ. Còn đây là đi học cô giáo.